Chào mừng toàn thể quý vị bà con của bác đã quay trở lại với kênh máy xây dựng Quang Duy. Và tiếp tục lên kênh, ngày hôm nay em xin giới thiệu cho toàn thể quý vị bà con của bác mình hãy rất nhiều cái dòng sản phẩm quý bà con của bác nhé. Anh chị em và cô bác nào vào xem kênh của em ấy, có nhu cầu để những mẫu sản phẩm nào thì alo cho em và số hotline em ghi lên màn hình nhé. Rất nhiều đồ cái mẫu sản phẩm, đồ da rồng, hàng ngủ kim, máy móc thì tùy đồ nghề. Và tiếp tục ngày hôm nay em lại lên kênh giới thiệu cho toàn thể bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm là một con máy thổi và hút bụi rất chi là xịn sò mà em đi số lượng cực kỳ là nhiều quý vị nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm máy thổi bụi BBK, công suất lên đến là 600W và bao khỏe dành cho toàn thể quý vị mình. Anh nào mà làm vệ sinh các kiểu con là điều thì chơi con này cho em, về thổi cho nó sướng nhá. Đây thân hình của em nó đây nhá. Đấy, với giá chỉ có là 250.000 nhé, 250.000. Đấy, anh em bà con của bác nào có nhu cầu đến cái dòng sản phẩm này thì alo cho em. Đây là chế độ, này là chế độ thổi này. Còn anh nào muốn hút thì đây, mình đảo cái đầu này nhé, mình đảo cái túi rác ra đằng trước và cái tổng cái đầu này thì quang sang chế độ này thì nó sẽ hút cho mình. Đấy, anh chị em bà con của bác nào quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp đến là cái màu một cái thùng đồ nghề. Đây, một cái mẫu thùng đồ nghề huyền thoại của bên em nhé. Đây, mẫu cái thùng đồ nghề huyền thoại của em bên em này. Đây là một cái dòng thùng đồ nghề chất liệu nhựa siêu dẻo. Đây là chất liệu nhựa dẻo nhá. Đấy, rất là xịn sò, rất ngang nhiều ngang. Đấy, ngang thì rất nhiều ngang, to và khóa cực kỳ xịn sò luôn. Khóa này là khóa bằng khóa inox của em này. Đấy, ok nha. Đấy, còn khóa bằng nhựa thì 2-3 hôm rồi nó tèo ấp này, nhưng mà khóa này rất là xịn sò quý vị nhá. Thì một cái sản phẩm mà thông thần đồ nghề 20 inch, 20 inch nhá, cái chiều dài của nó gần 40-45 cm, gần 50 là như vậy. Bề ngang thì nó hơn 20 cho em, 24-25 gì đấy, và bề cao cũng vậy. Thì cái sản phẩm này em đang sale với mức giá cực kỳ là đẹp cho toàn thể quý vị mình này, với mức giá chỉ có 260.000 nhé, 260.000 dành cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Đó là hai cái sản phẩm mà kênh em đi rất là nhiều và hàng thì hàng bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình. Rồi tiếp đến là em lên một số mẫu sản phẩm đèn pin, đèn pin thông dòng cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm đèn pin mini, đèn pin mini cho em nhá. Đèn pin này là đèn pin Nhật xin sò cho em luôn đấy. Nói thật với các bác là như vậy. Nó nhỏ nhưng mà nó cực kỳ có vỏ, nó sáng cực kỳ là sáng nha. Nó có luôn cả đèn bên thông như này. Thì một cây như này em đang sell cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Cái dòng sản phẩm này em đang sell cho toàn thể quý vị bà con của bác mình với giá 55.000 nhá. 55.000 một cây cho em. Rồi, tiếp đến là cái màu đèn đổi đầu, đèn đổi đầu 5 móng. Đây là đèn đổi đầu 5 bóng nhá. Như này có thể đi ngoài mưa không bao giờ vào nước này, đi mưa không vào bị vào nước nhá, rất chi là ngon luôn, rất chi là xịn sò. Và có dây sạc, dây đeo đầu đi theo ngày theo kèm nhá, với giá 70.000 cho em cái màu sản phẩm đèn đổi đầu như vậy. Còn ai nào muốn xịn sò hơn thì đây là cái dòng sản phẩm ba đèn đấy, đèn đổi nhật xịn sò cho em nhá, ba đèn này đấy, và hai quả pin theo kèm đây. Pin này là pin lớn cho em này. Đấy, thấy chưa? Cái hộp đựng pin riêng. Đây là cái hộp này là hộp đựng pin riêng cho em này nhá. Hộp này là hộp đựng pin riêng này, mình cho hai quả pin lớn này. Và pin này là pin sạc nhá, pin sạc được mình tái sử dụng nhá. Mình xài hết pin là mình sạc cho em này nhá. Đây là hộp đựng pin. Rất kia là VIP luôn nhá. Mình cũng có thể là đi ngoài mưa, ngoài mưa không sợ bị làm sao hết, và có sạc theo kèm luôn. Đây là cái sạc của nó theo kèm nhá. Pin Nhật xịn sò chưa? Đấy, cái dây đeo của nó không là đủ biết VIP rồi. Đấy, cầm thấy chưa? Rất chi là VIP luôn, hàng cao cấp cho em. 130.000 nhá, 130.000 cho em. Còn anh nào ấy mà muốn không thích xài đèn đổi đầu thì xài những cái đèn pin như này. Đấy. Đây là cái màu đèn pin đa năng, 10 máy chức năng cho em. Đấy, nằm trong một cái hộp rất chi là VIP và xịn sò như này nhá. 190.000. Đây, đèn này là sáng đằng trước này và sáng hai bên. Đấy, ok chưa? Mình muốn đèn như nào là sáng như đấy. Ok chưa?
có đèn báo tín hiệu luôn đấy. Và đặc biệt là em này có thể sạc bằng năng lượng mặt trời đấy, sạc bằng điện năng lượng mặt trời, và đây là cái pin điện năng lượng mặt trời nhá. Và có cổng USB mình sạc điện thoại dự phòng luôn. Đây là cái sản phẩm cao cấp như vậy, 190.000 cho em nhá. Đấy, hàng xịn sò này. Rồi, tiếp đến là một cái màu sản phẩm nữa, đấy là đèn pin. Cái màu đèn pin là đèn pin 3 đầu luôn, to, và mới nói là sáng, cái đồ sáng của nó thì bao sáng, cực kỳ sáng luôn quý vị nhé. Bao cực kỳ sáng luôn, đấy. Đây đầu như này, 350.000 nhé, 350.000 cho em. Màu này là 350.000, đấy, quý vị nào quan tâm đến cái màu sản phẩm nào thì alo cho em này. Còn đây là một cái em đèn pha, đèn là đèn pha nhé, pha với diện rộng. Đèn pha có xài bằng với năng lượng mặt trời luôn, có cổng USB sạc điện thoại luôn nhá, có cổng USB sạc điện thoại cho em. Thì cái màu sản phẩm này em đang sale với giá chỉ có là 150.000 nhá, 150.000 cho em này. Đấy, cái màu sản phẩm đèn pha này. Đấy, và nó cũng có sạc theo kèm luôn, mình cần sạc thì sạc cho nó nhá, mình cần sạc thì sạc vào đấy. Và tiếp theo là em lên cái màu đồng hồ, đây là một cái màu đồng hồ đồng hồ điện tử nhá. Đây là cái mẫu đồng hồ điện tử cho em này. Ok nha. Đấy, có số, có ngày, có giờ, mình về găm vào như vậy. Dây đây là xài bằng dây điện nhá. Đấy, bằng dây của nó như này. Có dây sạc theo kèm này, có dây theo kèm như này. Mình về găm vào cái cục sạc của điện thoại mình ấy là sử dụng ok luôn. Bao đẹp luôn nhá. Bao chất lượng luôn. Đấy, có chỉnh ngày, chỉnh giờ đầy đủ như này. Với giá 100.000 quý vị nhá, 100.000 thôi. Quý vị nào quan tâm thì cứ hãy alo cho em. Tiếp đến là một cái đèn sân khấu này. Đấy, cái đèn pha sân khấu cho em này. Màu đèn pha sân khấu rất chi là đẹp luôn nhé. Đấy, mình găm điện vào, xài điện 220 nhé. Xài điện 220 cho em. Đấy, găm điện vào là nó sẽ pha. Xoay 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 hình rất chi là đẹp. Với giá 100.000. 100.000 quý vị nhé. Và đặc biệt cuối cùng, đây là một cái màu sản phẩm mà nói chung là anh nào cũng thích mê nó. Đấy, anh nào, đặc biệt là những anh có hút thuốc. Đây là màu đèn đèn móc khóa này, màu đèn pin móc khóa cho em này, sáng, bao sáng luôn. Và nó có nhiều chế độ luôn nhá, ánh sáng trắng này, rồi ánh sáng vàng này, có đầy đủ hết nhá. Và đặc biệt là nó là có thêm một cái chế độ nữa là hộp quẹt hút thuốc nhá, hộp quẹt hút thuốc ở đây quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, bên này nhá, mình bấm như này là nó sẽ từ đấy, ok chưa? Đấy, mình bấm lên là nó sẽ đấy. Rồi, mình muốn tắt là nhấn luôn, rất chi là đẹp và rất chi là cao cấp này, với giá chỉ có 100.000 cho em nhé. 100.000 cho em. Đấy, đèn móc khóa cao cấp như này. 100.000 một cái nhé, 100.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con cô bác nào mà vào xem ấy mà ưng ý những cái màu nào thì nhấc máy alo lên gọi cho em nha. Rồi, tiếp đến là em lên một số màu sản phẩm như là kìm Kale Twist dùa. Rồi, em về còn bộ dùa này quý vị này, hàng vừa về lại quý vị ơi, hàng mới về cập bến lại, hàng Kabushi cao cấp. Một cái bộ dùa gồm có 5 cây nhá, gồm có 5 cây dùa như này, rất là cao cấp luôn, hàng xịn sò cho em, với giá 150.000 nhá, 150.000 cho em này. Đấy, tất nhiên là VIP luôn. Đấy, 5 cây, ngon, hàng cao cấp. Rồi, đấy là cái bộ dùa, gồm có dùa vuông này, dùa tròn này, và dùa lép này, dùa bầu này, có đầy đủ như vậy nhá. Rồi, dùa xăng thì độc, có một bộ độc, em có cái bộ độc này cao, cũng là đi ra ngoài mua một cái bộ như này thì em nghĩ rằng là nó là 40.000 một cây, 50-60.000 một cây. Nhưng hiện tại nguyên một bộ như này em đang sale cho toàn thể quý vị mình với giá chỉ có là 320.000 nhé, 320.000. Đây là cái bộ độc, độc gì cũng có hết, độc cong này, đấy, độc thẳng này, và độc độc tròn này nhé, độc cong, độc thẳng, một thứ hai cây cho em, một màu hai cây cho em nhé. Đấy, rất chi là xin xin luôn, 320.000. Rồi, thì em tiếp đến là em lên cái bộ này thì nói chung là nhà nào cũng cần dùng đến nó. Đây là một cái bộ màu móng tay này, bộ là móng tay cho em này. Thì cái bộ này thì nó chỉ chi tiết của nó thì nó cũng khá nhiều, nhưng mà em đang sale này 50.000 này, 50.000 một bộ này. Còn anh nào muốn cao cấp hơn thì xài cái bộ này cho em này, hàng này cao cấp hơn này. Đây là bộ làm móng tay 70.000, hàng cao cấp cho em nhá. Đấy, có VIP hơn,
Và đặc biệt đấy, một cái bộ sản phẩm, đây là cái dụng cụ để soi tai bằng pin. Đây, khi mình bật đèn như này, mình bật có nhé, có những lúc này xài pin nhá. Đấy, thì cái đèn ở như này, khi mình thò vào bên trong tai ấy, thì cái gì cũng thấy hết. Quý vị nhìn thấy đây là đèn sáng nhá, thấy chưa, cái gì cũng nhìn thấy đằng trong ấy. Đấy, rất là xịn sò, tiếp chưa. Rồi mình nhấn như này, mình nhấn đèn nhá. Đấy, nhấn là có đèn này, chỉ có 50.000 thôi quý vị ơi, 50.000 nhá. Và đây là cái gắp, gắp này nó cũng xài pin nhé, có pin sẵn luôn. Đấy, đấy đèn này, thấy chưa? Sáng này, đèn sáng cho em này, thì mình thấy mình gắp cho em nhé, rất kia là xịn sò, thấy chưa. 50.000 một bộ cho em, 50.000 một bộ nhá. Đấy, anh nào quan tâm thì cứ alo cho em. Đuôi đèn cảm ứng nhé. Cái màu đuôi đèn cảm ứng này thì nói chung ngày nào đi cũng số lượng cực kỳ là nhiều. Đuôi đèn cảm ứng cho em, khi mình lắp cái bóng đèn lên, có người đi qua là nó sẽ dừng sáng cho mình nhé. Với giá chỉ có là 55.000 một cái cho em, 55.000 một cái nhé. Rồi, tiếp đến là cái màu thừa khai mặt. Đấy, thừa khai mặt cho em này. Cái màu này là màu thừa. Đấy, vừa mặt thường và mặt này là có lỗ ban nha em. 55.000 một cái nhé, 55.000 một cây thôi nha em. Hàng Nhật Kabushi xịn sò luôn, hàng cao cấp cho em nhá. Rồi tiếp đến là cái bơm. Bơm này là bơm Nhật. Đấy, bơm này là bơm Nhật hàng Kabushi nhá, Sapa. Quý vị nhìn thấy chưa? Đây hàng hai ống bơm cực kỳ, đồng hồ to cực kỳ là to luôn, khỏe. Cái bơm này là bơm xe ba gác, là bơm xe ô tô 6-7 chỗ này, thoải mái cho em. Với giá chỉ có là 250.000 nhé, 250.000 cho em. Đây là cái bộ sản phẩm bơm. Đây là cái bơm hai ống nhé, cao cấp xịn sò cho em. Rồi, tiếp đến là cái một cái thùi bùi xài bằng pin. Một cái thùi bùi xài bằng pin mini cute hạt me. Đây mình lắp vào nhé, mình lắp cái đầu này vào này. Đấy, mình vừa đánh này, vừa có thể đánh cho em. Đấy, lắp như này. Em lắp luôn. Đây là em gã vào như vậy thôi nhá. Đấy. Rồi. Và mình có thể nhấn nút này. Đấy, nhấn nút vào hút thôi. Rất chi là ngon nhá. Đấy, hết pin thì mình lại sạc, hết pin thì mình lại sạc cho em. Với giá chỉ có 150.000. Đấy, 150.000 cái hút bụi mini này cho em nhá. Hút bụi mini xài 120.000. Còn anh nào mà muốn xài điện 220 mà khỏe và to và mạnh thì đây. Đây là cái màu sản phẩm máy hút bụi xài bằng điện 220. Đấy, dụng cụ của nó thì rất là nhiều quý vị nhé. Đây này, đây là những cái đầu hút của nó nằm ở trong cái hộp này, rất là nhiều dây giờ đầy đủ trong này nhá quý vị ơi. Dây chạc nằm trong này, trong cái thùng ấy, đấy, đầy đủ trong ấy. Và có nhiều, nó nhiều chức năng nhé. Đây, và gã đấy là một cái hút bụi, mình hút kiểu gì cũng được, bao ngon luôn nhé. 550.000 cho em, 550.000. Đây là cái màu sản phẩm hút bụi bao khỏe nhất thị trường. Rồi tiếp đến là em lên cái màu sản phẩm máy khoan. Đây là em lên cái màu máy khoan 13 ly. Đấy, một cái sản phẩm khoan 13 ly hàng kim Konaki. Đấy, đó đầy đủ, nó có mũi khoan này, nó có đầu vít như này. Nó bị rơi đây. Đây, nó nằm trong cái hộp như này. Có phụ kiện chi tiết như này nhé quý vị nhé. Đây, với giá chỉ có là 350.000 thôi. Con máy khoan màu 13 ly. Máy khoan đầu 13 ly dành cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhé. Hai chức năng. Chức năng là khoan thường bằng vít, bằng gỗ, bằng tôn. Thì em bao cho toàn thể quý vị mình hai cái dòng sản phẩm rất là cao cấp này nhé. Nhưng mà em đang sale cho toàn thể quý vị bà con của bác mình với giá chỉ có 350.000. Rồi, đấy là cái màu sản phẩm khoan 13 ly. Còn anh nào ấy mà muốn máy khoan mà khoan 13 ly mà hàng công ty, hàng cao cấp hơn nữa thì đây. Đây là cái màu của Decton. Màu Decton này là nó là 520.000. 520.000 dành cho quý vị bà con các bạn nhé. Nó chỉ có hộp giấy và tay cầm khóa mở theo kèm thôi. Và đây, đây là cái màu sản phẩm. Đây là một cái màu sản phẩm bê tông mà em đang sale cho toàn thể quý vị mình bà con của bác mình này. Màu khoan bê tông nhé, khoan bê tông 3 chức năng, 550.000. 550.000 cho khoan bê tông bọt 226 nhé. Đấy,
bọt thai 26 cho em 550.000 thôi. Anh nào có nhu cầu khoan bê tông thì móc khoan lại cho em này, ok chưa? Rồi tiếp đến là cái màu sản phẩm keo này, keo đa năng này, tiệp keo dạng đa năng cho em này, tiệp keo dạng đa năng cao cấp này, với giá chỉ có là 25.000 một tiệp cho em, 25.000 một tiệp nha. Còn anh nào mà muốn keo hai mặt thì đây, keo hai mặt trong suốt này, siêu dính cho em này, 25.000 luôn, 25.000 cho em đấy. Keo cắt cành hàng cao cấp này về quý vị nhé, keo cắt cành cao cấp là đã về này nhé, 100.000 một cái với em. Đây là cái keo cắt cành tầm hàng xịn. Còn anh nào mà muốn tầm trung thì đây, tầm trung thì có tầm trung cho em, thì cái này thì chỉ có là 80.000 thôi, 80.000 một cái cho em. Còn có loại nữa là 65.000. Đây cái loại rẻ này thì 65.000 quý vị nhé, 65.000 thôi. Đấy. Anh chị em bà con các bác nào có nhu cầu thì hãy alo. Khóa này, đấy, khóa này thì em đang sale cho toàn thể quý vị mình, bà con các bác mình với 35.000 một hộ nhá. 35.000 một cái thôi, rẻ chưa quý vị? Đấy. Bao ngon luôn, đây khóa chống cắt. Cái đường kính của nó là 50, đấy, 50 ml nhá, 50 ml này. Thấy chưa? Có in trong cái tay, có nơi tay em là 50 ml này nhá. Đấy, chỉ có là 35.000 một hộ cho em, 35.000 nhá. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì hãy comment bên dưới cho bên em này. Ke hàng này, ke hàng này nhá. Đây là cái màu ke hàng cho em này. Ke hàng 35.000 một cái luôn. Đấy, ke hàng 35.000 một cái nhá. Rồi, máy cắt cỏ xài pin 1.100.000 nhá. Máy cắt cỏ xài pin cho em này, 1.100.000. Máy gồm có hai quả pin. Thân máy này, dao đĩa cắt đồ theo kèm đầy đủ như này. Quý vị nhá. Đây 1.100.000 cho em, 1.100.000 cho em này. Đấy và em lên bây giờ em lên một số màu dao kéo này. Dao kéo cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình này. Đấy em lên cái màu, một cái màu là kéo cắt tỉa hàng rào. Đấy kéo cắt tỉa hàng rào như này nhá. Đây là cái kéo cắt tỉa hàng rào hàng cao cấp xịn sò cho em Nhật, xịn cho em này, Japan. Và cái tay này có thể tăng giảm được này, tăng giảm được cho em nhá. Đấy có thể tăng giảm thoải mái như này. 110.000 cho em nhá, 110.000 cho em một cái này. Còn anh nào muốn cưa này thì em có dòng cưa này, cưa hộp nhựa nhá, cưa nằm trong hộp nhựa ấy. Đấy, cưa nằm trong hộp như này. Cưa nằm trong hộp tấp tấp nhá, hàng ngon nhá. Hàng Nhật Japan. Đấy, trắng như này. 80.000 một cây nhá, 80.000 một cây cho em này. Đó là cái màu cưa. Bơm dầu bơm mờ này, bơm dầu bơm mờ cho em này. Cái màu bơm dầu bơm mờ cho em này là một cái này là 35.000 nữa nhá. Còn bơm dầu bơm mờ đấy. Bơm xăng, đấy, bơm xăng. Đấy ô cắm này, ô cắm thì có 60.000 thôi. Ô cắm thải 60.000 cho em này. Đấy vòi tăng áp cũng 60.000 luôn, vòi tăng áp nhá. Có lọc luôn. Có lọc ion luôn nhá, 60.000. Bồ giắc hơi, đấy đây là cái bồ giắc hơi này. Đấy, có nhiều anh cần dùng lắm đấy. Đấy quý bà con của bác nào mà anh nào mà đau lưng mỏi xương ấy thì ngứa hoặc là gì ấy thì hay bì ấy thì mua cái bộ giắc hơi này về mà sử dụng này với 70.000 nhá, 70.000 cái bộ giắc hơi này cho em, ok nhá. Rồi đây là cái bộ ấm trà đào, bộ ấm trà đào cho em này với giá cực kỳ là yêu thương nhá, 140.000. đấy cái dòng sản phẩm bộ ấm trà đào này cao cấp, gồm sự cao cấp cho em 140.000 nhá. Rồi em lên tiếp tục các com lê dao này. Đây là một cái bộ dao này, là bộ dao này dao sửa, dao màu bén quý vị nhá, cực kỳ là bén luôn đấy, cực kỳ là ngon nhá. Với cái bộ sản phẩm này thì 80.000 một bộ nhá, 80.000 một bộ. Còn anh nào mà muốn ngon hơn một chút xíu nữa thì đây, đây là bộ hàng Nhật xịn cho em này. Đấy, đây này cái sản phẩm hàng Nhật xịn gồm có 4 cây dao này và có tặng kèm theo một cái kéo này, một cái bào đây, một cái bào rau củ quả, một cái kéo bên này. 110.000 nhá, 110.000 hàng bao, phải nói là bao ngon cho toàn thể quý vị mình nha. Đây, đây này, quý vị nhìn thấy chưa? Dao này, em đấy, cực kỳ là bén luôn nhá. Cực kỳ là bén quý vị nhá. Cắt thoải mái luôn. Cắt vip cho em luôn. Đấy, dao này thì cực kỳ bén rồi.
Đấy, anh nào bà con của bác nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này nhé. Rồi tiếp đến là một cái dao khái thịt này. Dao là dao để cắt thịt, khái thịt 60.000 một cây nhá. 60.000 một cây cho em. Còn anh nào muốn chặt xương, chặt các loại thì đây. Đây là cái mẫu dao mà dao chặt dày 8 nặng 8 lạng và độ dày của nó là 5 ly. Thì cái mẫu sản phẩm này em đang để giá là 200.000 nhá, 200.000. Kéo cắt bình thường. Đấy, kéo cắt giấy, cắt vải, cắt vấp 49.000 một cây nhá, 49.000 một cây. Còn đây là cái kéo này là kéo cắt gà. Đấy, kéo cắt gà hàng Nhật 130.000. Còn kéo làm bếp là 80.000 một cây cho em. Kéo làm bếp 80.000. Còn đây là một cái bộ com lê dao hàng Nhật cao cấp cho em. Đây, bộ com lê dao hàng Nhật cho em. Đây, với giá chỉ có là 160.000 nhé, 160.000 nha em. Đấy, anh nào có nhu cầu quan tâm để cái mừng cái mẫu dao này thì alo cho em nhé. Rồi, tiếp đến cái dòng sản phẩm mà quý vị bà con của bác nào nhiều nhà cần dùng đến nó nhé. Đây là những cái bộ sản phẩm nồi niêu. Đấy, đây qua đồ gia dụng đây nhá. Đây là một cái máy xay thịt, mấy nhà bếp nào cũng cần dùng đến nó hết nhá. Một cái máy xay thịt với cái nồi của nó là 2 lít. Đây, dao cực kỳ là bén luôn. Trong này nhá quý vị, ok nhá. Mở nắp ra, dao trong này. Đây là xay thôi, nhấn nút trên này là xay cho em. 160.000 nhá, 160.000. Còn đây là em xay khô, xay thịt, xay tiêu này. Xay ngũ cốc các loại thì 130.000. Còn em máy xay rau củ quả Osaka này 150.000. Nồi ấm, đây là một cái ấm siêu tốc. Đây là cái mẫu ấm siêu tốc trần cao cấp cho em. Đây, hàng Cucu, hàng Hàn Quốc cho em. Dung tích của nó là 2 lít rưỡi nhá. Dung tích của nó là 2 lít rưỡi với giá chỉ có 150.000. Còn anh nào muốn cao cấp hơn, xịn sò hơn thì giá cái mẫu này với giá chỉ có 160.000 này, 160.000 nhá. Rồi. Nồi cơm Cucu. Đây, nồi cơm Cucu cho em này. Đây là những cái mẫu nồi cơm. Nồi cơm Cucu này, 1 lít thì nó là 380 này, còn 1 lít 8 là 520.000. Nồi cơm rất là xịn sò nha. Còn đây là cái mẫu 2 lít này. Mẫu 2 lít là 620 cho em. Đây, mẫu 2 lít là 620 nhá. Dành cho toàn thể quý vị bà con của bác này. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em. Và đây là một cái dòng mẫu máy xay công nghiệp cao cấp. Đấy, xay gì xay chính thưa các loại xay. Xay gì cũng được cả. Đấy, đây và nó có chế độ bulin tăng giảm này. Đấy, chạy nhanh chạy chậm này. Và cái này là để chạy chậm chạy nhanh này. Còn cái này là chạy cực kỳ nhanh luôn. Đấy, cái mẫu này là chạy siêu nhanh nhá. Nhấn xuống là chạy siêu nhanh cho em. Với giá chỉ có là 600. 600 quý vị nhá. Giá 600 thôi. Đấy. Anh nào quan tâm thì alo. Còn đây là cái màu máy ép chầm, máy ép trái cây ấy. Đấy, máy vắt rau và ép trái cây ra nước. Thì cái sản phẩm này em đang sale với giá chỉ có là 800.000. Và đây là một cái dòng sản phẩm hàng Nhật xịn sò cho em này. Sendona, hàng cao cấp, bình phun thuốc trừ sâu nhé. Bình phun thuốc trừ sâu dành cho các quý nông dân phun thuốc trừ sâu. Thì cái màu sản phẩm này là 850.000 nhé, 850.000 cho em này. Đèn đôi đầu. Đấy, đèn này là đèn bàn thờ, đèn xài pin nhá, để lắp bàn thờ cho em chỉ có là 35.000 một cây. Một cặp như này 70.000. Hay 35.000 một cây nhá, một cặp 70.000 cho em. Bồ vịt Nhật, bồ vịt Nhật nhá. Đây là cái hộp này, hộp nằm bằng nhựa cho em này. Hộp bằng nhựa mình có thể đẩy lên đẩy xuống này. Đấy, đẩy nắp như này. Đây, đẩy lên đẩy xuống như này có cái rặng nha. Rồi đẩy lên. Đây là cái bộ vít Nhật cho em, cao cấp chưa, xịn sò lắm. Bạn bao rẻ thị trường luôn nhá. 25.000 một bộ cho em, 25.000 nhé. Rồi, sạc thơm đề phòng có 20.000 một lò này. Và đây là cái sản phẩm để móc cổng thông cổng này. Sản phẩm để móc thông cổng cho em này 20.000 một cái nhá. Đây nha, 20.000 một cái cho em này. Ok chưa? 20.000 nhá. Rồi, massage vai gáy này, massage này là massage mini. Massage vai gáy, massage lưng, massage bụng gì đấy. Đấy, 30.000 một cái cho em, 30.000 một cái cho em nhá. Rồi, còn anh này là massage chân. Massage chân này thì nó là 70.000. Đấy, 70.000 cho em. Và đây là massage đa năng.
massage đa năng này, massage toàn thân ấy, hai cồn có bốn đầu như này, với giá cực kỳ là rẻ luôn, 220.000. Còn đây là em massage cá heo này, mang thương hiệu massage, nó hình cá heo, em gọi là cá heo thôi quý vị ạ. Massage xài điện 220 nhá, gồm có bốn cái đầu theo kèm này, xài điện 220 cho em, ba cái đầu theo kèm, 160.000 này, 160.000 cho em. Rồi bây giờ em sẽ lên một số mẫu quạt này. Đây. Quạt đây nhá quý vị ơi, quạt đeo cổ 110.000 cho em. Đấy, quạt nhỏ này 100 này, và quạt này vừa có quạt có đèn cho em, vừa có quạt có đèn này, em đi số lượng cực là nhiều nhá quý vị nhá. Này, vừa đèn vừa quạt cho em, xài pin nhá 160.000. còn em này là xài bằng điện 220, cái xài bằng điện 220 thì cái màu này thì có giá chỉ còn 120 thôi. Đèn bắt mùi 90.000 cho em này. Đấy, đèn bắt mùi nhá, 90.000 một cây cho em. Rồi còn em quạt Kimbro, quạt này là quạt Kimbro, quạt kẹt vừa pin vừa điện nha em, vừa pin vừa điện, hai chức năng. Đấy, có pin theo kèm nữa, một thân như này là 800.000 nha, một thân là 800.000. còn anh nào muốn pin thêm pin là 950.000 cho em. Rồi bơm nhớt này, bơm nhớt thì có 40.000 một cái này, bơm nhớt nhé, bơm nhớt cho em, mà bảy chuột thông minh 15.000, bảy chuột thông minh 15.000. Đấy, RP7 30.000 một lò, RP7 nhá. Còn đây là keo dạng chống dột chống thấm nha em, keo dạng chống dột chống thấm nhá, 5.000 một lò nha, 50.000 một cuồng nha, 50.000 một cuồng. Còn em này là cốc sạc điện thoại này, à cốc sạc pin này, đây là cái màu này là cốc sạc pin cho em. Đấy, sạc pin nhá, sạc pin tiểu ấy, 45.000 một cái cho em này. Đấy, bồ khẩu 1/4 rất là nhiều chi tiết như này nha, bộ khẩu 1/4 này có giá là 150.000 này, 150.000 cho em này. Còn em này là 120.000. Đấy, còn bộ khẩu, khẩu này là khẩu từ 8 đến 32, từ 8 đến 32 cho em nhé, 380.000. còn em này là 8 đến 24 nhá, 8 đến 24 thì 180 thôi. Đấy, quý vị bà con bác nào có nhu cầu quan tâm thì hãy vào xem kênh của em, thì nhớ subscribe kênh, đồng hồ kênh, đăng ký kênh cho em nhé, để có những cái dòng sản phẩm em lên em sell cho toàn thể quý vị mình dùng này. Em bây giờ em lên mẫu máy hàng này. Màu đây là mẫu máy hàng mini, hàng Thái Lan, 640.000 nhé, 640.000 một cái cho em. Còn anh này là cao cấp hơn, đấy, hàng dòng cao cấp nhé, với giá cực kỳ là rẻ này, 1.130.000 nhé, 1.100. Hàng này là hàng cao cấp, bảo hành 12-18 tháng nhé. Còn anh nào chuyên 3 ly 2 thì đây, 3 ly 2 thì xài cái mẫu này cho em này nhé, 1.500.000. Và bây giờ em lên cái bộ lam xích này, lam xích để lắp máy mài. Cái bộ lam xích này ấy, mình mua về mình lắp máy mài như hình như này nhá. Cái bộ lam xích để lắp máy mài cầm tay ấy, xài lưỡi 1 tấc 1 cho em, với giá 150.000 nhá, 150.000. Cưa xích này, đây là cái mẫu cưa xích cho em này, cưa xích xài cưa xăng ấy, cưa xăng nhá, 1.350.000, 1.350.000 một cái con cưa xăng này, quá rẻ quý vị nhá. Đấy, đầy đủ chi tiết như này, quý vị anh chị em là con của bác nào vào xem kênh, có nhu cầu ủng hộ cái gì thì alo cho em nhá. Và đây là một cái gối hơi, cái bộ gối hơi như hình như này. Đấy, đây là bộ gối hơi như hình quý vị nhá, với giá là 300, con này là 320.000 nhá, 320.000 cái bộ gối hơi này cho em, rất là vip luôn. Rồi, khoang pin 13 ly từ khoang pin 13 ly từ Makita nhé, hàng cao cấp, 1.900.000 quý vị nhé, 950.000 đó. Còn em nào muốn mua lông Makita cũng 950.000 cho em. Rồi, quý vị nào vào xem kênh của em ấy, có nhu cầu đến những màu sản phẩm nào thì alo cho em nhé, bình luận hoặc nhích vải lên và gọi vào số hotline em ghim trên màn hình là 0346 029336 nhé. Đấy, rất nhiều các em dầu sản phẩm mà quý vị bà con của bạc mình cần sử dụng đến. Đấy, giờ máy cắt sắt bằng đất tông này, kim Konaki này. Đấy, rất nhiều cái mẫu sản phẩm quý vị nhé. Bà con của bạc nào, anh em nào có nhu cầu quan tâm đến cái nào thì cứ hay bình luận alo cho em, đầy đủ nhé. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị bà con của bạc nào, quý vị mình những video lần sau.
thân ái và chào, hẹn gặp lại quý vị nha.